tiếp tục chia sẻ với lại anh chị và các bạn cũng như là toàn thể các em đang có nhu cầu xây nhà, thì sẽ tìm hiểu về một cái mẫu nhà. Mẫu nhà này thì có diện tích tương đối nhỏ, tại vì là cũng có thể là ở một vùng nào đấy, ở một thành phố nào đấy, thì chắc chắn rằng là sẽ có những hộ gia đình, sẽ có những bạn muốn an cư lạc nghiệp và muốn mua một mảnh đất, một xây cho mình một căn nhà. Nhưng mà tuy nhiên thì có thể là các bạn sẽ không đủ quá nhiều tài chính để có thể mua được những miếng đất lớn. Thì hôm nay thì Phong sẽ chia sẻ với mọi người một cái mẫu nhà được xây dựng ở trên khuôn viên đất là chiều ngang 3,5 m và chiều dài là 14 m, bao gồm một sân xe hơi, một trệt, một lầu và mấy phòng ngủ, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Rồi, bây giờ thì Phong sẽ mời mọi người ra bên ngoài, đây là phía ngoài, để trải nghiệm không gian một chút về mặt tiền trước cũng như là khu vực phần sân của căn nhà. Rồi, thưa mọi người, thì khu vực phần sân chúng ta có một chiếc sân nho nhỏ xinh xinh đẹp đẹp và mặt tiền của căn nhà đây. Nhắc lại với các anh chị là căn nhà này có chiều ngang là 3,5 m, chiều dài là 14 m. Thì ở đây là chúng tôi cũng sử dụng một không gian để làm phần sân. Thì đương nhiên là sân này thì anh chị có thể để được xe ô tô, xe nhỏ, xe lớn thì đều để được hết. Và vị trí của căn nhà này thì nằm ở hẻm 116 đường Đoàn Thị Liên, thưa các anh chị. Chỗ này chúng ta sẽ rẽ tay phải là sẽ ra đường Đoàn Thị Liên. Và một khu dân cư, anh chị có thể thấy là khu dân cư đây là nhà cửa là kín hết rồi. Nhà cao, nhà thấp là đầy đủ, là kín hết rồi. Thì căn nhà này thì Phong quay lại. Thứ nhất là để giới thiệu với các anh chị là mà đang có nhu cầu xây nhà mà chúng ta có cái diện tích quá nhỏ thì chúng ta chưa biết thiết kế thế nào, thì các bạn có thể tham khảo qua cái mẫu này. Và mục đích thứ hai là quay lại review và giới thiệu cho quý vị anh chị, những người đang có nhu cầu mua nhà để định cư, thay vì là chúng ta phải xây cất, và với cái lượng tài chính nhỏ nhỏ thì các bạn cũng có thể xem trước, nếu mà thấy phù hợp, con đường 4 m, rồi nhà trong cái hiện trạng đất như vậy và với kết cấu như vậy có phù hợp hay không. Nếu như phù hợp thì anh chị có thể liên hệ với Phong để đi xem trực tiếp căn nhà. Rồi, xin mời các anh chị chúng ta sẽ vào đây. Cửa thì tụi em cũng thiết kế và sử dụng là cửa nhôm sinh pha. Ở đây thì tụi em sử dụng là nhôm sinh pha dạng cửa 3 cánh. Đó, 3 cánh. Đó, và sử dụng là khung kính cường ngực. Đấy, giống như kiểu cửa panorama đấy, rất là rộng rãi, thoáng. Không gian của căn nhà 3,5 m nhân với 14 m, thì bên ngoài kia là chúng ta đã có phần sân là chiều sâu mất 5 m rồi. Thì bên trong này thì mình sẽ còn lại là 9 m, thưa các anh chị. 3,5 m nhân 14 m, và chúng ta sẽ còn lại là 9 m trong khu vực lòng nhà để chúng ta sử dụng. Thì khu vực phòng khách thì ở đây ấy, bọn em sử dụng cái thiết kế mới, trẻ và thật sự là năng động cho mọi người có thể là sinh hoạt. Đó. Thì trên bờ tường đây thì tụi em sử dụng là sơn. Cái này là sơn nhá, chứ không phải là dán giấy. Cái sơn này thì nó mắc hơn cả cái dán giấy đấy anh chị. Tại vì là thực ra thì trên hình thì anh chị có thể khó quan sát, nhưng mà nếu như có dịp thì các anh chị có thể ghé qua trải nghiệm trực tiếp thì anh chị sẽ thấy được là cái sự sang trọng của những cái lớp sơn này. Còn bên này thì tụi em thiết kế là toàn bộ cái mặt bên này. Đấy, là tụi em sử dụng là gỗ để ốp ở cái khu vực bên khu vực kệ tivi này. Do là cái diện tích chiều ngang nó nhỏ, nó hẹp cho nên bọn em sẽ dán tivi trực tiếp lên trên tường luôn. Đó. Thì thưa các bạn là do cái diện tích nó ngắn cho nên là thành thử ra là cầu thang thì tụi em sẽ thiết kế ở vị trí chính giữa nhà. Như vậy thì nó sẽ làm cho không gian phòng khách này nó được rộng nhất có thể, thưa các bạn. Đấy. Rồi phía gầm cầu thang này thì tụi em cũng sử dụng điểm nhấn là một chiếc cây xanh ở đây, mang lại sự xanh tươi cũng như là có chút sự mát mẻ cho căn nhà. Đó. Rồi tiếp tục với lại không gian phía bên trong kia thì tụi em sẽ thiết kế là không gian phòng bếp và không gian nhà vệ sinh, và đặc biệt là sẽ có một cái tiểu cảnh cực kỳ lý tưởng ở phía đằng sau nhà. Xin mời các anh chị cùng tham quan. Nhưng mà trước khi tham quan tiếp theo thì anh chị nhớ ấn nút đăng ký kênh, ấn nút mở chiếc chuông và đừng tiếc một lượt chia sẻ để cho nhiều anh em bạn bè của mình cùng biết đến một cái mẫu nhà. Thực sự thì mẫu này cực kỳ đẹp, thưa các anh chị, cực kỳ đẹp.
Rồi, xin mời. Đây, ngay khu vực chỗ này thì tụi em sẽ đặt nhà vệ sinh ở ngay đây. Ở bên kế bên cầu thang thì tụi em sẽ đặt nhà vệ sinh ở đây. Thì trong nhà vệ sinh này thì cũng có rất là nhiều thứ đặc biệt thưa các bạn. Đầu tiên ấy, là anh chị có thể thấy rằng là bọn em sử dụng một chiếc bồn cầu khá là khác biệt so với những căn nhà khác mà em đã từng review, từng giới thiệu cho các anh chị. Đấy. Rồi không gian bên trong này thì bên này bọn em sử dụng một chiếc gương để chỗ cái bồn cầu này thì anh thấy rằng bồn rửa này thế đấy. Gương này rất là hay, là chấm vào đây nó sáng. Đấy là gương điện. Đấy, không gian ở đây thì ốp đá hết xung quanh, rất là đẹp cho anh chị. Đấy, còn cái phía sau. Đây, mình sẽ đi ra phía sau. Đây là một cái không gian bếp cũng đủ dùng với một cái diện tích chiều ngang của căn nhà là 3,5 m. Thì ở đây là cũng 3,5 m nhân 3,5 m. Đấy, chỗ này là khoảng 10 m² cho không gian bếp này. Thì tụi em sử dụng một chiếc bàn bếp nhỏ nhỏ ở đây. Thực ra thì căn nhà này thì nó sẽ chỉ phù hợp với những cặp vợ chồng trẻ, những bạn trẻ hoặc là những bạn thực sự là muốn trải nghiệm cái không gian riêng biệt thì sẽ rất là phù hợp. Toàn bộ ở đây là bếp sử dụng là ván arsenic với đầy đủ các cái trang thiết bị. Đấy. Bếp này cũng 8-9 triệu một mét chứ không ít đâu. Đó. Bếp. Ở bên này thì tụi em sử dụng một cái tủ lạnh Samsung hai cánh. Đó. Anh chị thấy rằng là rộng rãi, thoáng mát đúng không? Đó. Có bia. Bia thì dạo này công an bắt nồng độ cồn nhiều lắm cho nên em dùng nước suối. Và phía sau này thì mời các anh chị ra đây. Bọn em sử dụng một cái cửa dạng lớn. Đó, nguyên hết đây. Gần như là toàn bộ cái diện tích chiều ngang của căn nhà đấy để sử dụng làm không gian phần sân ở đây. Đó. Thì không gian nhà anh chị nhìn từ phía này ra thì anh chị thấy rằng là nó một cái không gian cũng tương đối là thoáng. Căn nhà này thì được kiến trúc sư bên em thiết kế và gần như là không để lại một điểm yếu nào trong căn nhà. Từ cái vị trí trang trí ở phía trên, từ cái chiều cao của căn nhà cho đến chiều ngang của căn nhà, cho đến không gian phía trước và phía sau nó rất là hài hòa. Đó. Thì nếu anh chị mà có ý kiến bình luận gì đó, đóng góp giúp em Phong hay là thấy cảm nhận thế nào thì cứ để lại những lượt bình luận ở phía dưới. Đó. Và đặc biệt ở trên này này là tụi em sử dụng một khu vực giếng trời lấy sáng ở chính giữa căn nhà. Nó sẽ tạo cho căn nhà có thêm một cái khu vực để đối lưu không khí cũng như là đối lưu về ánh sáng. Đó. Thì vừa rồi ở dưới tầng trệt ấy là không có cái phòng ngủ nào. Thì ở trên này tụi em thiết kế là hai phòng ngủ phía trước và phía sau. Và đồng thời thì ngay cái vị trí ban công khi mà cầu thang mình đi lên đến khu vực chiếu nghỉ và vòng qua khu vực bên này. Đó. Thì bên khu vực bên này thì có một không gian chung. Thì thực ra thì không gian này thì có thể sử dụng rất là nhiều việc. Tại vì ở đây nó có cái ánh sáng trực tiếp từ trên giếng trời đi xuống. Mình có thể đặt một cái bàn đọc sách ở đây. Hay là nếu như mà cần thiết thì chúng ta có thể đặt một cái bàn thờ nhỏ nhỏ ở khu vực này. Đó. Còn khu vực bên này, sau cánh cửa này thưa các anh chị, cửa này là cửa bằng gỗ. Thì sau cánh cửa này, đó chính là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Bên trong phòng ngủ này thì bọn em trang bị là đầy đủ về nội thất. Đấy. Anh chị có thể là quan sát về không gian của khu vực phòng ngủ này. Thì sử dụng một chiếc cửa cực kỳ lớn ở phía trước đây. Đó. Ngăn cách với lại khu vực bên ngoài. Và có một cái lô gia, một cái ban công. Thì bọn em sử dụng thêm một cái ghế. Đấy, ghế ngồi thư giãn ở đây. Đó. Không gian tuy nhỏ nhưng mà công năng thì không có thiếu thứ gì. Và trên tường cũng vậy. Trên tường thì tụi em cũng sử dụng gỗ để ốp ở khu vực mặt là đầu giường ngủ. Đấy. Đây, cầu thang đi lên thì nằm ở đây. Và chỗ này thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Thưa các anh chị, là nhà vệ sinh này thì cũng được thiết kế độc đáo, một cách được kiến trúc sư design một cách rất là em nghĩ là hợp lý. Đó. Rồi, không gian phòng ngủ này đó thì cũng tương tự như phòng ngủ dưới. Cũng được chia sẻ với anh chị là mỗi phòng ngủ này thì nó có diện tích khoảng 10 đến 11 mét vuông thôi. Tại vì là cái diện tích chiều ngang của nhà nó nhỏ cho nên mình thiết kế nó cũng phải phù hợp với lại cái diện tích của căn nhà, diện tích của lô đất. Đó.
Thì căn nhà này thì trang bị được một chiếc tivi ở dưới tầng dưới, còn ở trên này thì hai phòng ngủ trên này thì chưa có tivi. Còn khu bên này là anh chị đang nhìn thấy là chúng ta có một cái cửa sổ, thì cửa sổ này sẽ được kết nối với lại khu vực giếng trời ở phía trên, cũng như là thẳng xuống dưới khu vực vườn cây mà em vừa đứng ở đấy làm một chai nước rất là mát. Đó. Anh chị thấy căn nhà có xinh tươi không ạ? Thì thưa các bạn, là căn nhà này thì gồm có hai phòng ngủ và diện tích là chiều ngang là 3,5 m, chiều dài là 14 m, một sân xe hơi 5 m. Đó. Thì clip này thì em Phong sẽ dừng ở đây, và em Phong cũng bật mí với các anh chị về cái giá trị xây dựng của một căn nhà như thế này. Thì căn nhà này thì được đổ sàn dưới và sàn trên. Ở dưới thì căn nhà này thì đổ móng trụ bình thường, tức là móng trụ ở những cái góc của căn nhà đấy. Thì do là cái diện tích nó nhỏ cho nên là cái tiền chi phí thi công nó hơi lớn. Cho nên là toàn bộ kể cả vừa nội thất vừa tiền xây dựng căn nhà này cũng rơi vào ship 900 triệu. Cho một căn nhà có diện tích là chiều ngang 3,5 m và chiều sâu 14 m như căn nhà này. Thì căn nhà này cũng đang được chủ người ta giao bán với giá là 2,7 tỷ. Bởi vì cái giá đất ở khu vực này, đây là phường trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, là đường Đoàn Thị Niên. Chính vì vậy cho nên là giá của ở khu vực này tương đối cao, 3-40 triệu, 5-60 triệu một mét vuông đất đấy. Cho nên là tổng diện tích và tổng giá trị của căn nhà này đang được giao bán là 2,7 tỷ thưa các anh chị. Nếu như anh chị nào mà có miếng đất tương tự như vậy thì chúng ta muốn xây dựng thì cũng có thể liên hệ với em Phong. Em Phong sẽ thiết kế và cho nhân viên thiết kế cũng như là design cho anh chị một căn nhà thật tuyệt vời. Rồi cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những clip tiếp theo. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ Lam Phong trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào anh chị ạ.